Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Nông Dân Mới. Tôi đang có mặt tại một khu vực trồng nguyên liệu đậu tương và điểm đặc biệt đó là giống đậu tương thuần chủng của Việt Nam và không biến đổi gen. Tuy nhiên thì nhắc tới loài cây đậu tương này thì giá trị kinh tế của nó cũng không mấy cao đúng không ạ? Chúng ta có thể nghĩ tới việc là bán nguyên liệu để làm thức ăn chăn nuôi hay là sản phẩm làm đậu phụ cho một số cơ sở ở trong làng. Mức thu nhập của người dân cũng chỉ khoảng vài triệu đồng từ việc trồng đậu tương như thế này thôi. Tuy nhiên, từ chính một cái loài cây mà không mấy ai để ý này thì một người phụ nữ đã quyết định khởi nghiệp và điểm khác biệt của chị đó là chỉ chọn giống đậu tương không biến đổi gen thuần Việt. Từ một loài cây dung dị mà chị đã giúp cho giá trị kinh tế của nó tăng lên gấp nhiều lần, đạt mức doanh thu khoảng 5 tỷ đồng mỗi năm. Và hơn cả, đó là tạo ra những cái thực phẩm sạch và một sinh kế bền vững cho những người dân trồng vùng nguyên liệu này. Và hành trình đi tìm hương vị thuần Việt từ giống đậu tương không biến đổi gen của nhân vật trong chương trình ngày hôm nay đã được thực hiện như thế nào? Hãy cùng theo dõi chương trình Nông Dân Mới của chúng tôi. Đậu tương, một loại cây rất đỗi bình dị của nhà nông. Thông thường bà con sẽ trồng đậu tương sau các vụ lúa để tăng độ màu cho đất, sau đó có thể thu hoạch hạt, lá để bán như một nguồn thu nhập phụ từ sản xuất nông nghiệp. Thế nhưng với những nông dân tại xã Xuân Đình, huyện Phúc Thọ, Hà Nội, cây đậu tương có cả một vụ trồng riêng với giá trị cao gấp đôi so với trước đây. Cái giống U9 này là nó được tinh bổ nên người ta thích, vừa làm đậu sạch mà lại vừa làm sữa. Cái giống U9 này đúng hàng đắt hàng. Cứ trồng cái đậu này thôi. Để có được niềm vui này, có hai điều kiện bắt buộc. Bà con phải trồng đậu tương thuần Việt và phải canh tác sạch. Độ đẹp là phải tiên phải đẹp. Cái độ này là nó mẩy hạt, nó tròn hạt, mà sáng hạt lắm. Thì là phải tiên phải cao hơn, mà sạch là phải cao tiên hơn. Niềm vui của người dân trồng đậu tương ở Phúc Thọ có được từ khi họ tham gia liên kết trồng đậu tương thuần Việt để cung cấp cho cơ sở làm đậu phụ thương hiệu quê mình. Và người sáng tạo ra thương hiệu đậu phụ thuần Việt này cũng chính là nhân vật của Nông Dân Mới ngày hôm nay. Chính xác là tôi đã khởi nghiệp bằng chính sự đam mê của mình. Tôi cũng đã phải trả giá rất là nhiều với một cái mong muốn rằng là phải làm ra một cái sản phẩm có hữu ích và có một cái giá trị nhất định cho sức khỏe cộng đồng. Cái thông điệp mà đưa ra đấy là đậu phụ quê mình chính là cái đậu phụ thuần Việt, đậu phụ dùng đậu tương không biến đổi gen. Cánh đồng trồng đậu tương của xã Xuân Đình, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Đây là một trong số ít những vùng trồng đậu tương thuần Việt U9. Nếu như trước đây, thời điểm này gia đình bà Thu sẽ thu hoạch đỗ non để bán lẻ ngoài chợ, thì năm nay, đến tầm cuối tháng Chạp, khi đỗ già hạt, bà mới thu hoạch. Những hạt đỗ này chính là nguyên liệu để làm đậu phụ, cung cấp cho cơ sở của chị Đỗ Ngọc Trâm. U9 này thì làm đậu vẫn là năng suất nhất này cô này, vừa ngậy lại vừa ngon. Người làm đậu là thích U9 lắm, chứ các đậu khác là người ta không thích. Người ta bảo là không được bột, không được đậu. Vâng, thì cô cứ trồng U9 đi cho bọn cháu. Lại không cho ông năm ngoái trồng cô đấy bán. Thu mua với số lượng lớn, giá cao, thế nhưng với chị Đỗ Ngọc Trâm, vùng nguyên liệu đậu tương thuần Việt như Phúc Thọ là một trong số rất ít những vùng cam kết gắn bó lâu dài với chị. Nguyên nhân là bởi nhiều nơi, người dân hầu như không còn mặn mà trồng đậu tương thuần Việt do thị trường ngày nay đều chủ yếu sử dụng đậu tương nhập khẩu, giá thành rẻ, năng suất cao, hạt lại to mẩy. Đây cũng chính là trở ngại đầu tiên mà chị Đỗ Ngọc Trâm gặp phải khi quyết định khởi nghiệp từ đậu phụ làm từ đậu tương thuần Việt không biến đổi gen. Thực ra khó khăn rất là nhiều, đấy là việc bà con bây giờ không mặn mà gì với cây đỗ tương nữa, bởi vì trồng những cái cây như cây dược liệu hoặc là cây ăn quả thì năng suất cao hơn, giá thành cao hơn, cái khâu sau thu hoạch nó không vất vả bằng và họ trồng nhiều hơn, thì tôi đã mất rất là nhiều cái thời gian, cái công sức để đi thuyết phục họ. Lường trước được khó khăn này,
Thế nhưng chị Trâm cũng không ngờ rằng việc tìm kiếm và xây dựng được vùng nguyên liệu lại nhiều trắc trở đến thế. Năm 2017, khi quyết định bỏ công việc hiện tại theo đuổi nông nghiệp, chị Trâm bắt đầu đi đến các vùng như Hòa Bình, Phúc Thọ, Hà Giang, Cao Bằng để vận động bà con trồng đậu tương thuần Việt. Các giống thuần như U9, DT84 được chị lấy từ Viện Di truyền Việt Nam để cung cấp cho bà con. Cam kết đầu ra và giá cả cao hơn thị trường. Tuy nhiên, những rủi ro về thời tiết đã khiến cả chị và người trồng khi đó gặp thiệt hại. Có những vùng họ trồng thử cho mình rồi, nhưng mà sau đấy thì cái hiệu quả nó không được như mong muốn. Ví dụ như ở vùng hữu cơ Tân Lạc, Hòa Bình, khi đấy là đã trồng đỗ tương được một vụ thì gặp phải cái thời tiết bị rét, cái cây nó không cho quả được như mong muốn. Nhưng sau đấy thì bà con họ cũng cảm thấy họ nản, họ cũng không làm nữa. Hoặc là một số các vùng khác thì bà con không có mặn mà với cây đỗ tương là bởi vì là... Sau những khó khăn đầu tiên, chị Trâm đã nghĩ đến việc thu mua nguyên liệu trước và sấy khô. Người dân chỉ cần trồng đậu tương trên các mảnh ruộng bỏ không sau vụ lúa. Giống đầu vào được chị cung cấp miễn phí, đầu ra được bao tiêu cao hơn thị trường từ 15-20%. Người dân chỉ cần cam kết sản xuất sản phẩm an toàn. Cũng từ đó, vùng nguyên liệu của chị dần đi vào ổn định. Có 3 vùng, đỗ tương Cao Bằng, đỗ tương ở trên Hoàng Su Phì Hà Giang và cái vùng Phúc Thọ Hà Nội. Thì đặc thù ở trên vùng Cao Bằng và Hà Giang là vùng đất ở trên miền núi và người ta trồng được cây đỗ tương. Và cây đỗ tương đấy trồng ở trên các ruộng bậc thang và cái vụ đấy người ta không trồng được gì khác thì người ta chỉ trồng lúa và đỗ tương thôi. Thì họ trồng xong thì mình thu hoạch về và cái giá thành nó cao hơn cái giá thành mà họ đang bán cho bán ở trên đấy, cho các cái thu mua ở trên đấy. Thì cái đấy là cái mà tôi thuyết phục được họ để họ trồng cho tôi. Với cách làm này, cả 3 vùng nguyên liệu tại Cao Bằng, Hà Giang và Hà Nội, mỗi vụ đông cung cấp cho chị Trâm gần 15 tấn đỗ tương theo tiêu chuẩn an toàn và đúng giống thuần Việt, không biến đổi gen. Sản phẩm được chị thu mua và sấy khô, phục vụ sản xuất trong cả một năm. Tuy nhiên, cách làm này cũng đồng nghĩa với việc chị Trâm sẽ phải chấp nhận những hao hụt khi bảo quản đỗ trong thời gian dài. Tính cả chi phí vận chuyển, phơi khô, đóng gói, giá thành đỗ tương Việt Nam cao hơn giá đỗ tương nhập khẩu khoảng 40%. Đỗ phải tích trữ đủ số lượng cho ít nhất 3 tháng sản xuất, phải thuê kho chứa đủ rộng, thoáng và kiểm tra thường xuyên để tránh mối mọt. Thậm chí không ít lần, hàng tấn đỗ tương trong kho đã bị mối mọt do điều kiện bảo quản chưa đúng. Cái năm đầu tiên mua đỗ của trên Cao Bằng, bên trên Hà Giang về, thì đỗ mới lấy về được một thời gian rất là ngắn thôi, mọt nó bay vù vù vì là trên đấy là vùng Hà Giang ấy, dân mình là có cái kiểu canh tác là thu đỗ về xong là treo lên trên cây để nếu mà gặp mưa thì cứ kệ, cái mối mọt nó ăn. Và khi mà phơi vào đem về đưa xuống dưới đây thì mình chưa kịp chế biến thì nó đã bị mọt, thì lại phải đổ hết toàn bộ cái mẻ đấy đi. Rút kinh nghiệm của lần trước là đến năm sau là đem đi sấy thì họ sấy lại khô quá, dẫn đến khi làm đậu thì nó bị khô và nó mất đi cái độ béo ngậy. Nhưng mà qua quá trình làm thì cứ gặp những cái khó khăn đến đâu thì mình tìm hiểu ra, mình tìm ra các vấn đề và mình giải quyết dần đến đấy. Tốt nghiệp 2 bằng đại học ngoại ngữ và ngoại thương, có một công việc ổn định với công ty nước ngoài. Thế nhưng, bước rẽ sang lĩnh vực nông nghiệp, chị Trâm dường như bắt đầu lại từ con số 0. Song song với việc xây dựng vùng nguyên liệu, suốt một năm đầu tiên cũng là giai đoạn chị Trâm cất công tìm kiếm một công thức chuẩn và công nghệ chế biến đậu của riêng mình. Tất cả những làng đậu nổi tiếng như làng Kẻ, làng Mơ, Bát Tràng, làng làm đậu canh của Thái Bình, chị đều mang đậu tương đến, sau đó nhờ những nghệ nhân có nghề nhất dạy cách làm sao cho ra một công thức làm đậu phù hợp với đậu tương thuần Việt của cơ sở mình.
3 rưỡi sáng là đã thức dậy rồi. Thức dậy và đi xuống cơ sở của họ để học người ta cách làm đậu. Từ việc là xay đỗ như thế nào, rồi kết tủa ra sao, gói thành đậu như thế nào. Thì mất dòng dã khoảng 2 tháng trời để học làm. Đậu phụ là một sản phẩm phổ thông trong bữa ăn của người Việt. Ngoài việc lựa chọn nguyên liệu sạch, đậu phụ quê mình được sản xuất theo phương pháp gần với truyền thống, chỉ sử dụng đậu tương và muối Nhật mà không cho thêm bất kỳ một phụ gia hay chất bảo quản nào. Phương pháp kết tủa cũng được làm trực tiếp bằng tay, bởi theo chị Trâm, cách kết tủa này cho ra loại đậu mềm, mịn và vẫn được đánh giá là ngon nhất, bởi dường như mỗi bìa đậu đều được thổi hồn từ người làm ra sản phẩm. Đặc biệt với tiêu chí làm sản phẩm sạch, chị Trâm không sử dụng các chất tạo độ ngậy hay phụ gia. Điều này cũng đồng nghĩa với việc sản phẩm sẽ bị rút ngắn thời hạn sử dụng và nhiều đơn vị thu mua có thể sẽ ngần ngại nếu tốc độ tiêu thụ bị chậm. Tuy nhiên, kiên định với sản phẩm sạch, chị Trâm dần tìm ra những cách làm sáng tạo để bảo đảm chất lượng cho đậu quê mình. Làm xong để nguội cho vào kho lạnh. Sau đấy buổi sáng hôm sau thì vận chuyển đến các cửa hàng, trên đường vận chuyển thì đậu phụ cũng được cho vào những cái thùng mà có cách nhiệt, trong đấy là cho cả đá để bảo quản lạnh, để làm nào đi đến các cửa hàng là đậu vẫn còn lạnh. Và chúng tôi là có một đội ngũ thay vì là ít người vận chuyển thì cho đội ngũ là nhiều người vận chuyển. Một buổi sáng là công ty có 5 vận chuyển. Và các bạn đi rất là sớm, đi đến các cửa hàng là 8 rưỡi đã giao xong rồi. Thời gian giao rất là nhanh, mỗi một bạn phụ trách một cái khu vực nhất định. Thì các bạn giao hàng xong là các bạn ấy về sớm để không kéo dài cái thời gian giao hàng. Cái đấy để hạn chế cái rủi ro trong quá trình giao hàng. Có được nguyên liệu đầu vào đạt tiêu chuẩn, một công thức làm đậu đặc biệt. Công nghệ chế biến là một bước ngoặt trong chặng đường đưa đậu quê mình ra thị trường. Ngay từ khi quyết định làm đậu phụ, chị Trâm đã xác định phải đưa máy móc vào sản xuất để chuẩn hóa sản phẩm. Tuy nhiên, với một người còn ít kinh nghiệm, chặng đường đầu tiên của chị đã phải trả bằng một cái giá không nhỏ. Cái kinh phí bỏ ra, cái xưởng đầu tiên nó rơi vào hồi đấy, nó rơi khoảng hơn 400 triệu, gần 500 triệu đấy. Và trong khoảng 6 tháng sau thì lại phải thay đổi. Máy móc công suất nhỏ hơn, rồi cái khuôn nó cũng khác, cho nên làm nó bị lâu, nó bị chậm, máy nó hay hỏng. Sau một năm đầu tư, chị Trâm đã dồn toàn bộ vốn liếng vào cơ sở làm đậu cũng như những vùng nguyên liệu. Chưa có một đồng lời, thay vào đó phải tái đầu tư do lựa chọn sai công nghệ. Chị Trâm quyết định bán đi cửa hàng kinh doanh thực phẩm lúc đó để lấy vốn, kết hợp với việc kinh doanh online nhiều sản phẩm để huy động tiền. Tôi vẫn đang có cửa hàng kinh doanh thực phẩm sạch, thì lấy cái nguồn thu từ cửa hàng kinh doanh thực phẩm sạch để bù vào với cái khoản mà lỗ của cái cơ sở sản xuất đậu phụ quê mình. Tôi rất là tin tưởng rằng là cái việc mình đang đi là đúng hướng, sản phẩm không biến đổi gen đang dần dần được người dân quan tâm. Và tôi thấy rằng là nếu như mà mình bỏ đi thì tức là mình bao nhiêu công sức của mình đang bị lãng phí. Với dây chuyền sản xuất mới, mỗi năm cơ sở của chị Trâm sản xuất khoảng 40 tấn đậu phục vụ cho thị trường. Đậu phụ thuần Việt có giá nguyên liệu cao hơn từ 30-40% giá đậu tương ngoại trên thị trường. Chính vì thế, giá cả cũng là một điểm yếu mà chị Trâm cần phải khắc phục. Tuy nhiên, với mong muốn tạo độ phủ cho sản phẩm, trong khi đó vẫn phải bảo đảm hoạt động kinh doanh, chị Trâm lựa chọn phương án giảm lợi nhuận và đặt mục tiêu tăng số lượng bán ra. Hiện nay, đậu phụ quê mình đã có được thị trường tiêu thụ tại các cửa hàng thực phẩm sạch và các bếp ăn của nhà trường. Cơ sở cũng đa dạng hóa sản phẩm từ đậu tương như sữa đậu nành, tàu phớ, mang hương vị thuần Việt đến hàng nghìn khách hàng. Về cái độ ngon hay độ ngậy thì nó là cảm nhận của từng người. Và cái sản phẩm đậu phụ quê mình chúng tôi làm cố gắng tốt nhất trong cái khả năng có thể làm ra một cái sản phẩm đậu phụ là đậu phụ dùng đậu tương không biến đổi gen, mộc mạc, giữ đúng cái hương vị đậu phụ cổ truyền.